Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Vladimir Putin kiếp trực tại các sở chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược, hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương cùng lực lượng hàng không tầm xa đã sẵn sàng chiến đấu. Trước đó một ngày, ông Putin yêu cầu các lực lượng răn đe hạt nhân duy trì tình trạng báo động cao sau khi chỉ trích các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có phát ngôn gây hấn và áp đặt trừng phạt kinh tế. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định nước Nga có đủ năng lực cần thiết để vượt qua những thiệt hại do các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt liên quan đến xung đột ở Ukraine. Phương Tây đã lên án động thái của Tổng thống Nga. Mỹ cho rằng đây là động thái làm leo thang căng thẳng. Các lực lượng Nga đang gặp phải sự kháng cự của Ukraine sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2. Cũng trong ngày 28 tháng 2, Mỹ cho biết sẽ dừng hoạt động đại sứ quán ở Belarus và cho phép một số nhân viên ở đại sứ quán Mỹ tại Moscow rời đi.